Thưa quý vị, sau hơn 6 năm nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, để gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Tại đợt thanh tra lần thứ tư vào tháng 10 năm 2023, EC đã ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực khắc phục của Việt Nam. Tuy nhiên, EC nhận định Việt Nam vẫn còn một số tồn tại hạn chế chậm khắc phục tại các địa phương. Nếu để tình trạng này kéo dài, nguy cơ bị nâng lên cảnh báo thẻ đỏ là rất cao. Nội dung này đã được đề cập tại cuộc họp lần thứ 8 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU diễn ra sáng nay tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, kết nối trực tuyến tới 28 tỉnh, thành phố ven biển và các bộ ngành liên quan. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU, chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các bộ ngành liên quan. Dự hội nghị tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở ngành và địa phương. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Nhiều vụ việc tàu sử dụng biển số giả hoặc tàu không ghi rõ biển số. Các địa phương chưa thực hiện nghiêm công tác quản lý tàu cá đăng ký cấp giấy phép khai thác thủy sản. Việc theo dõi, giám sát và kiểm soát hoạt động tàu cá còn hạn chế, thiếu sót. Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác chưa đảm bảo, vẫn còn tình trạng hợp thức hóa hồ sơ các lô hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU, 5 địa phương gồm tỉnh Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh, Nghệ An và Khánh Hòa đã báo cáo kết quả xử lý tàu cá vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài. Kết quả xử lý tồn tại hạn chế mà Đoàn Thanh tra Ủy ban châu Âu EC chỉ ra, cũng như công tác quản lý đội tàu rà soát hồ sơ xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác liên quan đến 3 doanh nghiệp theo khuyến nghị của EC. Riêng với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sau đợt kiểm tra lần thứ tư của EC, tỉnh đã truy vết xác minh 3 tàu cá mất kết nối giám sát hành trình trên 10 ngày và xử phạt 1 tàu cá với số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục điều tra xác minh hoạt động cấp xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đối với cá cờ, cá kiếm, cá ngừ vây vàng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tỉnh cũng đang xác minh xử lý dứt điểm 63 trường hợp tàu cá chưa chấp hành xử phạt nhưng vẫn hoạt động trên biển. Căn cứ vô các cái kiến nghị, rồi các cái cảnh báo của đoàn kiểm tra cũng như của châu Âu thì tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo ráo riết cái này để hoàn thành. Tỉnh cũng sẽ là tiếp tục rà soát các nội dung trong quá trình lãnh đạo, quản lý và chỉ đạo tổ chức thực hiện từng khâu từng đoạn để xem còn có lỗ hổng nào để là tiếp tục là hoàn thiện lại trong công tác quản lý. Các bộ ngành địa phương cũng đề xuất nhiều nhiệm vụ giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU trong thời gian tới nhằm chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5 vào tháng 4 năm 2024. Những ý kiến nghị của các đồng chí thì chúng tôi thấy rằng là một quyết tâm rất cao, đặc biệt là của Kiên Giang, của Cà Mau, của Bà Rịa Vũng Tàu. Nếu như các tỉnh quyết liệt thế này với sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng thì tôi nghĩ là cái tiên lượng của năm 2024 sẽ gỡ được thẻ vàng vào cái đợt thanh tra vào tháng 4 năm tới. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh hậu quả của việc không gỡ được thẻ vàng và nếu bị chuyển sang thẻ đỏ thì không chỉ thiệt hại về kinh tế mà còn khiến uy tín của Việt Nam bị giảm sút nghiêm trọng. Phó Thủ tướng cho rằng cơ hội gỡ thẻ vàng của Việt Nam là rất lớn nếu các địa phương và bộ ngành quyết liệt, kiên trì khắc phục những hạn chế tồn tại về IUU. Đề nghị các đồng chí phối hợp tốt để tổ chức một đợt cao điểm từ đây đến 30 tháng 4 năm 2024. Đối với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các đồng chí phải thực hiện tốt cái vai trò làm thường trực, tham mưu đôn đốc, như sớm sửa đổi cái 26, cái 42 và thông tư 23. Đối với Bộ Quốc phòng thì cũng phát động một đợt cao điểm mà kiểm soát ở cái việc xuất nhập tàu ở cảng, kiểm soát ngăn chặn ở cái vùng biển giáp biên. Với tinh thần là phải xử lý nghiêm vi phạm. Cái thứ hai là cái gì chưa làm thì làm. Cái gì làm rồi thì làm tích cực hơn, tốt hơn và có kết quả định lượng cụ thể. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, không để xảy ra vụ việc có tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Nghiên cứu việc thực hiện giải pháp phạt nguội đối với tàu cá vi phạm trên biển. Bộ Công an khẩn trương điều tra xác minh những vụ việc liên quan đến vi phạm xác nhận nguyên liệu thủy sản.
củng cố hồ sơ, đưa ra truy tố các vụ việc môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Trước đó, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Lưu Quang đã đi khảo sát công tác thực hiện IUU tại cảng cá Cát Lở, thành phố Vũng Tàu.